Vâng, mến chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video tiếp theo. Hôm nay làm cái chủ đề đó là nhìn trên lá để mà phát hiện cái cây chúng ta nó thiếu cái gì. Bà con có thể nhìn thấy ở trên màn hình và em đồ họa cho bà con. Ở trên chồi, trên ngọn chúng ta quan tâm là canxi và bo. Ở trên lá non thì đồng, lưu huỳnh, sắt và mangan. Ở trên lá già thì chúng ta sẽ quan tâm là NPK, đạm lăng kali, magie và kẽm và MO. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy cái thành phần bo nha, màu tím tím đây bà con. Bo thì chúng ta sẽ quan sát cái chồi, cái lá non á, ở trên chồi á, trên ngọn mà nó mất cái màu và suy yếu, bắt đầu từ phần đáy chồi và ngọn chết. Chúng ta sẽ quan sát nếu mà ở trên cái chồi của chúng ta mà cái chồi bị mất màu và suy yếu, bắt đầu từ cái phần đáy trở lên rồi chồi ngọn chết là thiếu bo nha bà con nha. Chúng ta sẽ quan sát ngoài cái vấn đề mà do sâu rầy, nếu mà sâu rầy chúng ta xử lý được rồi, ok rồi á, mà nó trên chồi trên ngọn nó bị tình trạng như vậy thì do là thiếu bo, chúng ta sẽ cung cấp siêu canxi bo. Thường thường thì siêu canxi bo thì nó thường thường đi chung với nhau. Nên nói đến siêu canxi bo thì mình cũng sẵn ở đây bên cái đầu ngọn đây, mình cũng nói luôn với bà con là thiếu canxi nó sẽ có tình trạng như thế nào, là cây nó có màu xanh đậm và chồi non nó mất cái màu xanh đi và nó bị cong và chết dần ở chóp lá và mép lá, là cuối cùng là chồi nó ngọn chết. Thì chúng ta có thể ứng dụng là chúng ta xịt sâu rầy cộng chung với siêu canxi bo, chúng ta xịt trên đọt để hỗ trợ cái cây chúng ta, cũng như rằng là nó cung cấp đều đủ canxi và bo, hoặc là canxi bo chúng ta cũng bổ sung ở dưới gốc cũng được nha bà con, để cho nó lưu dẫn và nó đưa lên ở trên cái cây chúng ta hấp thụ. Và theo cái trục thẳng đứng trong cái phần đồ họa này, xin phép chia sẻ với bà con cô bác đó là cái việc thiếu lưu huỳnh nó như thế nào. Lá nó xanh nhạt, cái gân lá nó nhợt nhạt và không có cái đốm chết. Lá nó xanh nhạt và cái gân lá bà con thấy là nó nhợt nhạt và không có điểm chết. Tất nhiên là ở trên cái hình ảnh đồ họa này nó không có chi tiết đầy đủ, nó rõ nét bằng những hình ảnh thực tế, nhưng mà chúng ta cũng có mường tượng và chúng ta cũng có một cái lý thuyết để chúng ta ứng dụng cho cái vườn của mình. Thế nên trước khi mà chúng ta học thực hành thì chúng ta cũng phải nắm rõ vào cái lý thuyết là lá nó xanh nhạt thì gân lá nó nhợt nhạt và không có cái đốm chết, thì đó là nó thiếu lưu huỳnh. Và chúng ta sẽ tiếp tục nói về thiếu mangan. Bà con nhìn thấy là cái lá nó màu xanh nó mất đi và cái gân chính và gân phụ á, là cái màu xanh nó đậm và tạo thành các cái dạng ô vuông, nghĩa là gân chính nó thẳng ra nó còn, gân chính nó đậm và các cái gân phụ nó cũng đậm và tạo thành một cái ô vuông, đó là thiếu mangan. Chúng ta tiếp tục phóng rộng ra để chúng ta có thể nhìn thấy thiếu kẽm. Đây, thiếu kẽm là một cái thiếu kẽm cũng rất là quan trọng, rất là nhiều bạn đã quên đi cái kẽm này. Thiếu kẽm thì lá nó nhỏ và phiến lá nó mất cái màu xanh, gân lá thì nó vẫn xanh nhưng mà nó có các cái điểm chết nó phát triển khắp trên lá, kể cả cái gân lá và cái chóp lá và cái mép lá. Các cái điểm tròn tròn ròn là điểm chết trên lá đó, mấy cái điểm đã chết luôn rồi nha bà con nha. Gân lá nó cũng có luôn mà trên toàn bộ cái lá nó cũng có luôn, và cái biểu hiện của cái kẽm nó rất là rõ ràng, lá nó nhỏ nó hẹp và phiến lá nó mất cái màu xanh. Và chúng ta nói đến thiếu magie. Thiếu magie thì lá nó mất cái màu xanh bắt đầu từ cái chóp lá và cái mép lá, có nghĩa là chóp lá là cái đầu lá và xung quanh cái mép lá là nó mất đi cái màu xanh. Thường thường thế người ta hay nói rằng nó thiếu vị lượng đấy, lá nó mất màu xanh bắt đầu từ chóp lá và mép lá, không có cái đốm chết và gân lá thì nó vẫn xanh và chóp lá và mép lá hoặc là cái phần đáy lá nó cong xuống có thể chết, nó chết từ từ, lá nó rất là dễ rụng. Sẵn ở trên cái trục này luôn thì bên phần bên này thì mình cũng nói hết phần bên này, để tí nữa mà qua cái phần bên phải ha. Thiếu lăng là như vậy đâu con, cây nó lùn và có cái màu xanh đậm nó bất thường, màu xanh đậm nó hơi bất thường, thiếu lăng và thường thường thì nó bị hẹp. Lá thì có cái màu nâu hơi xanh đến đen, cái trường hợp gặp nặng á, cái mặt dưới lá này nó có một cái màu giống như là cái màu đồng á bà con. Đó là cái tình trạng mà thiếu lăng. Thiếu lăng nó cũng rất là cấp bách nha bà con nha. Giống như cái lá của chúng ta nó bị phèn phèn á, thiếu lăng á, nó màu đồng á bà con hay thấy đó. Và chúng ta quay qua cái phần bên này.
Để chúng ta nói về cái phần thiếu canxi thì mới nay em cũng đã nói cho bà con hiểu rõ ha. Nó nằm ở trên phần chóp lá, khi mà chúng ta cung cấp canxi thì có bo luôn, thì thường thường bà con hay thấy mình hay sử dụng cái chai siêu canxi bo đó, để cho cây chúng ta nó cứng cái thành tế bào. Và nói về thiếu sắt thì thiếu sắt là làm mất cái màu xanh, nhưng mà cái lá chúng ta nó không có đốm và gân chính của lá thì nó cũng còn cái màu xanh, thì chúng ta nắm rõ là cái gân lá chúng ta còn màu xanh. Nhìn như cái hai cái biểu hiện mà con có thể nhìn thấy bên kia, thiếu lưu huỳnh và thiếu sắt ha. Thiếu lưu huỳnh thì cái lá nó xanh nhạt và gân lá nó nhợt nhạt và không có có đốm chết luôn. Còn bên này thiếu sắt á thì cái lá chúng ta nó cũng mất cái màu xanh giống như xanh nhạt á, nhưng cũng không có cái đốm luôn, và cái gân lá thì nó còn xanh. Thì chúng ta hiểu nắm rõ hai cái này nó gần gần giống nhau, nhưng mà bên thiếu lưu huỳnh thì cái gân lá nó nhợt nhạt, còn thiếu sắt thì cái gân lá nó còn xanh. Thì mọi người nắm rõ hai cái biểu hiện này trên lá sau khi mà chúng ta phát hiện thực tế nha bà con nha. Và chúng ta sẽ đi tiếp tục tí nữa thì chúng ta sẽ đi tới một thiếu cái phần khác, nhưng mà mình muốn nhấn mạnh hai cái phần mà thiếu sắt và thiếu lưu huỳnh này để cho tất cả quý bà con chúng ta nắm rõ. Nghĩa là thiếu sắt thì cái lá nó còn cái gân xanh đậm, còn cái thiếu mà thiếu lưu huỳnh thì lá cái gân nó hơi nhợt một chút xíu. Và chúng ta quay trở đến cái vấn đề thiếu đồng, đây là một cái câu chuyện cũng rất là nhiều quý bà con gặp phải và đau đầu ha. Thiếu đồng thì nếu mà có đồng thì nó cây nó có đầy đủ cái kháng thể hơn, còn nếu thiếu đồng thì nó sẽ mất cái màu xanh giữa các cái gân lá, và lá thường xuyên nó héo rũ và dễ rụng, nên là cái gân lá nó bị mất luôn cái màu xanh. Thì chúng ta nhìn vào cái gân lá nó mất màu xanh là chắc chắn là chúng ta biết nó thiếu đồng. Nó thiếu đồng thì chúng ta sẽ bổ sung cái thành phần đồng. Thường thường thì nhớ là bổ sung đồng thì vào mùa mưa chúng ta bổ sung, vào mùa nắng chúng ta bổ sung đồng thì cây nó khá là nóng. Và chúng ta thấy rằng cái thành phần thiếu mo, cái thành phần thiếu mo nó có những cái đốm này bà con, cái lá nó xanh ha, cái lá nó xanh cái kiểu mà rất là khó chịu, thì chúng ta lá xanh nhạt ha. Còn bên kia thiếu kiểm thì lá nó cũng có những cái đốm này bà con, nhưng mà bên kiểm nó khác, thì chúng ta dễ phân biệt hơn là bên kiểm là nó có những cái đốm chết ở xung quanh gần trong toàn bộ lá, nó ưng chết chỗ nào nó có điểm đó chết. Còn ở trên thiếu mo thì hầu như là cái trừ cái gân ra. Chúng ta nói đến một cái phần thiếu kali là mất cái màu xanh, có những cái đốm chết nhỏ nhỏ ở chóp lá và miếp lá, và có cái màu nâu rỉ sét cái miếp lá và chóp lá, nó bị cong và nó dựng sống, là thiếu kali và thiếu đạm. Thiếu đạm là cũng kiểu giống như là cây nó cũng lùn, giống như là cái kiểu như y như lăng vậy, là có màu xanh lợt, màu xanh lợt bất thường. Thiếu đạm là cây nó màu xanh lợt bất thường và lá nó dựng đứng, màu xanh nó nhạt đến vàng và bị cháy. Trong cái trường hợp bị nặng thì lá nó cũng bị cháy, đó là thiếu đạm nha bà con nha. Vâng, đây là một cái hình ảnh đồ họa để cho quý bà con có thể nhìn thấy. Đây là con nghĩ rằng nó giống như là một cái lý thuyết, tuy nhiên chúng ta muốn mà bước ra mà thực hành thì chúng ta phải nắm rõ các cái lý thuyết để chúng ta có thể ứng dụng cho vườn của mình nó thành công hơn. Ngoài những cái vấn đề mà liên quan đến sâu rầy, đến giai đoạn bón phân như thế nào, thì chúng ta cũng có thể có một hình dung cụ thể. Thì ở trên chồi trên ngọn thì chúng ta sẽ quan tâm đến canxi và bo, ở trên lá non thì có đồng, có lưu huỳnh, có sắt và có mangan, và ở trên lá già thì chúng ta đặc biệt quan tâm NPK, magie, kiểm và MO. Vâng, một cái video nhỏ nhỏ chia sẻ với quý vị bà con cô bác. Và con tư vấn, cần tư vấn về kỹ thuật vườn thì bà con có thể gọi vào số tổng đài hiện ở trên màn hình để các anh em kỹ thuật tư vấn cho bà con và sắp xếp cái lịch đến thăm vườn cho bà con hoàn toàn miễn phí. Nói chung là miễn phí 100% nha bà con nha. Để cho bà con chúng ta yên tâm khi mà chúng ta canh tác, thì anh em kỹ thuật sẽ đến tận vườn hỗ trợ cho bà con những cái kiến thức cơ bản cũng như là xử lý mô, xử lý đất.